Xin chào, tôi là Hồ Phương Anh. Hôm nay tôi muốn chia sẻ bài viết hai từ quan trọng nhất của thầy Robin Sharma. Thưa các bạn, ngôn ngữ chứa đựng sức mạnh. Ngôn từ chúng ta sử dụng hàng ngày tác động đến mọi hành động của ta. Nếu coi sự việc nào đó xảy ra là vấn đề, thì bạn sẽ luôn phản ứng lại nó ở tâm thế của một nạn nhân. Nếu bạn có thói quen biện minh, viện cớ, thì bạn luôn phải tốn năng lượng cho việc đó. Đôi khi lãng phí cả đời chỉ để tìm lý do bào chữa cho mọi việc. Ngôn từ có thể hủy hoại sự tự tin của một người hoặc kích hoạt sự vĩ đại bên trong, truyền lửa cho hành động của bạn hay thậm chí giải phóng toàn thể dân tộc. Có lẽ hai chữ tuyệt nhất trong vô vàn ngôn từ hay nhất mà bạn cần cài đặt vào não bộ của mình đó là hai chữ bắt đầu. Bởi vì sẽ không có gì thay đổi cho đến khi bạn bắt đầu hành động. Và khi bạn hành động, con thuyền cuộc đời sẽ lèo lái theo từng hành động của bạn. Bạn bắt đầu bộc lộ tiềm năng của bản thân, con người xuất sắc trong bạn bắt đầu lộ diện. Vì vậy, hãy bắt đầu những công việc quan trọng để cách mạng sự nghiệp của bạn. Hãy bắt đầu kết nối, trò chuyện để tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn. Hãy bắt đầu hành trình bạn muốn theo đuổi bấy lâu nay. Hãy bắt đầu làm những việc giúp bạn vượt lên ngưỡng thiên tài. Hãy bắt đầu mối quan hệ mang bạn đến với tình yêu. Hãy bắt đầu đọc những cuốn sách giúp thay đổi tư duy của bạn. Hãy bắt đầu tham gia những khóa học chuyển đổi cuộc đời. Hãy bắt đầu những thói quen giúp nâng cao hiệu quả công việc của bạn. Hãy bắt đầu những giấc mơ làm thay đổi thế giới. Bởi vì bạn được sinh ra với tài năng thiên quý nằm ẩn sâu trong bạn. Tài năng ấy là món quà đi kèm với sứ mệnh cuộc đời bạn, là lý do vì sao bạn được sinh ra trên đời này. Nếu như không có sự hiện diện của bạn trên thế giới này, không có sự tỏa sáng trọn vẹn tài năng của bạn, không có những lần bật dậy sau vấp ngã của bạn, không có sự kiên trì bền bỉ của bạn khi đối mặt thử thách, thì mọi thứ sẽ trở nên lạnh lẽo, thế giới sẽ không còn tươi sáng. Vì vậy, xin hãy bắt đầu. Chúng tôi khát khao sự trỗi dậy của bạn. Hãy nhớ rằng, chính ngôi sao của bạn sẽ soi sáng con đường để dẫn dắt nhiều người vươn lên. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ sâu sắc vừa rồi từ thầy Robin Sharma. Biết ơn và sớm hẹn gặp lại.